Chào mừng các kiện tướng đến với tâm điểm tướng Laurel, đại thiên sứ. Rồi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Top Mid Lau Chan của mình nhé. Thì sau vài clip chơi Liliana và Ve ra mình sẽ làm lại về L'Oreal nhé mọi người. Rồi từ giờ trở đi mình làm clip thì sẽ để bộ trang bị cụ thể ở đầu video và trang bị chi tiết sẽ để ở dưới phần bình luận để mọi người tham khảo. Trước tiên vào video thì mọi người không quên để ra 3 giây like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thì thật ra có bạn chơi cùng mình bảo được lên YouTube kênh mình thì cũng được thôi, tại mình mới làm kênh được 2 tháng mà cũng chưa được nhiều lượt đăng ký cho lắm, mà bạn đấy muốn lên kênh chơi chung cùng mình cho vui nhà vui cửa thôi chứ để làm nổi tiếng thì hơi xa vời các bạn ạ. Thì cái bạn chơi chung cùng mình sẽ cầm con Na Cờ Rốt đó, bạn đấy đã từng là top Việt Nam Na Cờ Rốt còn mùa bao nhiêu thì mình chưa rõ cho lắm. Pha này do mình hết chiêu cuối nên không để ý con phờ lo trong bụi mới anh dũng hy sinh tại chiến trường. Giờ thì em phải trả giá nè. Thằng này biết là không chạy được thì đứng yên đánh thường cho nhanh còn bắt người ta vào trong trụ múa hay gì. Mọi người nhìn con Van Heo nó bị lác hay sao mà không biết mình vừa núp trong bụi nhỉ. Đó, nó quay lại tìm mình kìa. Này thì định núp bụi phun phép ulti hay gì. Mình xanh rồi nên không sợ tầm hai đứa đâu nhé, đứng đây sâu biến về cho nó coi nè. Đó, phở lo rén ngang ngay. Chiêu con tu lần hơi đâu đó, do mình không nên kháng phép nên phải cẩn thận với nó. Mọi người lưu ý không nên ra khỏi vòng phán xét nhé, mặc dù con tu len máu thấp nhưng nếu bay ra chỗ nó thì sẽ bị dính choáng của support hoặc AD. Co ai ra trên đầu thì chiêu cuối hồi không ngán bố con thằng nào nhé.
À có lẽ chỉ ngán giúp bót tem nó thôi, pha đó hơi quê. Chiêu con tu len chỉ là món đồ chơi cho mấy bạn bét lau thôi mọi người ạ. Do tem nó có tu len và van heo lên phép nên mình phải thay đổi shop đồ cuối nhé mọi người. Mọi người nhìn con u len định vớt mạng mình hay sao mà không đi về còn đứng đó. Cho chừa nè. Còn van heo lên phép mà dính chiêu choáng nó thì xác định luôn. Nhìn na cờ rốt không win mà còn đứng nháy mất thời gian không chứ chắc cố ý kéo dài clip tui hả? Clip đến đây là hết rồi, hãy cho mình xin một lượt like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để được xem các video tiếp theo nhé. Cảm ơn ạ.